Còn cái thả lỏng này nó đỡ đau không? Một cậu bạn này cứng. Mấy bạn kia dễ nặn lắm. Cứng thế. Mà cái da này phải ấy, phải vệ sinh thật sạch cơ. Dạ. Trốn quá nhỉ. Và ra rất man. Tắm lên.
cứ phải tẩy trang này, tẩy da chết xong rồi rửa. Rồi làm cố một tí đã sắp xong. Rồi cố gắng một tí để cái này xong rồi. Bị che không? Hôm qua có cái video anh quay toàn quay vào cái tay này. À? Ừ. Nó chọc kim này. Che hết đi. Phải chỉnh. Ồ, oh, một tí nữa, cố gắng đấy. Đây, nuôi chọc kim này này. Anh toàn đi quay vào tay. Nuôi nó về phía của cái ngón tay cái, tay trái này. Nó sẽ không bị che. Cho nó hết một cái chỗ này đi. Mụn ở chỗ này không hết. Đó. Thật thả nắm đừng mắm chặt quá. Mới nặng được.
Bạn ơi, bạn kia bạn ra chỉnh hộ cô cái máy xong rồi cho nó vào mặt hộ bà cô cái. Rồi. Rồi. Chỉnh cái máy cái hơi nó vào mặt. Mình chán hết rồi. Quá. Đấy, bạn cái trắng, cầm cái trắng. Đấy, quá rồi, được. Một cái thôi, có một cái nó ra hơi thôi. Chút nữa. Anh giật vào khó chịu 10% của phần anh nhận được làm cho nó sốt sáng hẳn lên cho ta buồn cười. Phải tính toán chứ, không tính đến khi anh lấy vợ anh lại thấy hứng thú mà nhảy vô tranh giành với em thì biết làm sao. Đây này, ở đây có đèn rõ, anh không được phép giành với em. Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ lên một điều khoản trên biên bản kia